thế giới 24 giờ qua. Lạm phát cao chỉ là tạm thời hay sẽ thái quá? Giá cả hàng hóa tăng gần đây là do tắc nghẽn nguồn cung và sự so sánh số liệu một cách khập khiễng với thời gian một năm trước. Theo chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic, áp lực lạm phát có thể lớn hơn và lâu hơn so với dự đoán trước đây. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đang tính đến khả năng lạm phát giữ ở mức thấp khi một số điểm nghẽn được giải quyết, thị trường việc làm tăng trưởng toàn diện. Trong bối cảnh bình thường, nếu thị trường liên tục xuất hiện những con số cho thấy lạm phát tăng như gần đây thì có nghĩa là mọi thứ đang trong tình trạng báo động đỏ. Tuy nhiên, trong đại dịch COVID-19, chúng chỉ là một sự xác nhận cho vài quý gần đây rằng bức tranh lạm phát chẳng có gì đặc biệt ngoài việc tuân theo quy luật. Nói cách khác, giá cả hàng hóa tăng gần đây là do tắc nghẽn nguồn cung và sự so sánh số liệu một cách khập khiễng với thời gian một năm trước, thời điểm phần lớn nước Mỹ rơi vào tình trạng đóng cửa. Số liệu mà các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed muốn trích dẫn nhất khi đề cập đến lạm phát là tình hình chi tiêu của tháng 5. Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân PCE, không bao gồm chi phí thực phẩm và năng lượng, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái, ghi nhận mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 4 năm 1992. Tuy nhiên, thị trường lại ít chú ý tới chỉ số này, nên chốt tuần trước, cổ phiếu và lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đều tăng. Nguyên nhân là ngay cả số liệu trên khiến giới chuyên gia phải so sánh với thời kỳ những năm 1970, thì cũng vẫn đang diễn biến theo như những ai dự đoán PCE giảm dần rồi ổn định ở mức thấp hơn. Mức PCE hiện nay phù hợp với ý kiến cho rằng lạm phát giá cao sẽ chỉ là tạm thời và nó liên quan đến việc tái mở cửa nền kinh tế, cũng như một số gián đoạn trong nguồn cung khi tái mở cửa quá nhanh. Mark Zandi, chuyên gia kinh tế trưởng tại Moody Analytics cho biết, ít nhất trong ngắn hạn, quan điểm cho rằng lạm phát sẽ giảm dần vào một thời điểm nào đó là điều khá dễ chịu đối với những ai đang phải chịu cảnh chi phí lên cao. Mọi thứ, từ vé máy bay tới giá phòng khách sạn, chi phí mua nhà đều đang trên đà tăng. Chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 5, trong khi chỉ số giá sản xuất tăng 6,6%, ghi nhận mức tăng nhanh nhất trong lịch sử. Nói chung, người tiêu dùng đang phải chi trả nhiều hơn cho mọi thứ. Giá xăng trên khắp nước Mỹ tăng 20% so với mức trước đại dịch COVID-19 và tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ. Tại các cửa hàng tạp hóa, giá thịt bò và lợn đều lên cao, với giá thịt xông khói tăng 18,7%, giá thịt nguội tăng gần 8% và giá sữa tăng khoảng 9% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Cục Thống kê Lao động Mỹ. Những con số này khiến giới chức của Fed phải chú ý. Cơ quan này đang cẩn thận theo dõi tình hình lạm phát để xem số liệu có nên và khi nào dừng chính sách nới lỏng tiền tệ, biện pháp được áp dụng trong suốt thời kỳ COVID-19 hoành hành. Theo Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic, áp lực lạm phát có thể lớn hơn và lâu hơn so với dự đoán trước đây. Người đồng cấp của ông ở chi nhánh San Luis, Zempula, cũng cho biết ông ngày càng lo ngại về tình hình lạm phát. Một rủi ro mới là lạm phát có thể tiếp tục cao khi kinh tế mở cửa hơn nữa và vượt quá mức cần thiết để bù đắp cho những thiệt hại mà đại dịch gây ra. Các nhà hoạch định chính sách sẽ phải tính đến rủi ro mới này trong những tháng và quý tới, ông Pula cho biết. Fed muốn duy trì lạm phát quanh mức 2%, nhưng cho biết vẫn sẵn sàng chấp nhận mức cao hơn nếu lạm phát trung bình trong dài hạn duy trì quanh mức đó và thị trường việc làm chưa tối đa. Tuy nhiên, các quan chức của Ngân hàng Trung ương Mỹ bắt đầu thảo luận về việc có nên giảm quy mô chương trình mua trái phiếu tối thiểu 120 tỷ đô la mỗi tháng hay không, dù họ vẫn chưa sẵn sàng tăng lãi suất ít nhất cho đến năm 2023. Đã đến lúc bắt đầu nói về việc chúng ta nên giảm mua tài sản, còn thay đổi lãi suất vào thời điểm hiện tại vẫn chưa phải là việc nên bàn vào lúc này, Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly cho hay. Trong khi đó, lạm phát trở thành chủ đề nóng hổi ở các doanh nghiệp của Mỹ. Lãnh đạo các công ty dành nhiều thời gian trong các cuộc họp gần đây để nói về mức độ ảnh hưởng của lạm phát đối với hoạt động của họ. Vài ngày trước, ông chủ của chuỗi nhà hàng Darden dự đoán lạm phát năm 2022 lên 3%, trong đó giá sữa và hải sản tăng 6-9%, giá thịt gà và lúa mì tăng 4-6%. Trước đó, lãnh đạo của Campbell Soup cũng cho biết chi phí vận chuyển hiện nay đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh sau thuế.
Nếu xu hướng lạm phát hiện tại không theo đúng kịch bản, đà tăng trưởng ấn tượng của kinh tế Mỹ trong năm qua có thể nhanh chóng bị chệch hướng. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đang tính đến khả năng lạm phát giữ ở mức thấp. Một quan chức cấp cao ở Nhà Trắng cho biết, chúng tôi cho rằng trong ngắn hạn, một số điểm nghẽn sẽ được giải quyết. Thị trường việc làm sẽ tăng trưởng toàn diện và nền kinh tế hậu đại dịch COVID-19 sẽ tăng trưởng nhanh nhất có thể. Cũng theo quan chức khác, thị trường đang phản ứng theo kỳ vọng lạm phát sẽ chậm lại và giá cả hàng hóa cao như hiện nay chỉ là tạm thời. Những bên thu lợi tiền tỷ trong cơn bão giá nguyên liệu càn quét toàn cầu. Từ dầu mỏ đến thép, mọi loại nguyên vật liệu đều tăng giá mạnh thời gian qua. Đi cùng với sự hồi phục của nền kinh tế thế giới, nhiều người tin rằng cơn bão giá này sẽ không sớm kết thúc. Hàng hóa trở lại ngôi vương. Dawkins thành lập quỹ đầu cơ của mình trong những ngày đầu của siêu chu kỳ hàng hóa năm 2004. Đó là thời điểm hoàn hảo, nhu cầu như bất tận của Trung Quốc khiến giá mọi loại hàng hóa, từ dầu đến đồng, đều tăng kỷ lục. Các nhà đầu tư xuất hiện nhiều. Vào thời kỳ đỉnh cao, quỹ Merchant Commodity của Kim quản lý số tài sản lên tới 2 tỷ đô la. Tuy nhiên, sự bùng nổ đột ngột kết thúc sau một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, cũng như sự khởi đầu của cuộc cách mạng dầu đá phiến tại Mỹ. Giá mọi mặt hàng lao dốc, tiền bị rút ra và nhiều quỹ đầu cơ chuyên nghiệp bị buộc phải đóng cửa. Một thập kỷ như vậy trôi qua nhanh chóng và giờ Kim đang có một trong những năm tốt nhất của sự nghiệp. Sự bùng nổ giá của mọi loại hàng hóa trên quy mô toàn cầu đã khiến quỹ đầu cơ của ông tăng trưởng 50% trong năm nay. Giá thép, đậu nành và hàng loạt mặt hàng khác đều đang ở mức cao nhất trong nhiều năm qua. Việc đầu tư vào hàng hóa đã trở lại. Từ các quỹ hưu trí tới các nhà đầu tư đều không muốn bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền. Rất nhiều người đã có lãi, nhưng câu hỏi lớn nhất hiện nay là xu hướng này sẽ kết thúc trong ngắn hạn hay báo hiệu một sự thay đổi lâu dài hơn trong cấu trúc của nền kinh tế toàn cầu. Kim có câu trả lời cho mình. Chúng ta đang đối mặt với một cú sốc lạm phát mang tính hệ thống. Có rất nhiều nhu cầu bị dồn nén và mọi người muốn có mọi thứ ngay lập tức. Kim cho biết, lần đầu tiên kể từ những năm trước cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, sự bùng nổ giá hàng hóa khiến các ngân hàng trung ương lo lắng về lạm phát. Cơn bão giá này cũng có thể tác động tới chính trị. Với việc dầu trở lại 75 đô la một thùng, Ả Rập Xê Út và Nga đang trở lại vị trí dẫn dắt thị trường năng lượng toàn cầu. Trong khi đó, Trung Quốc vốn phụ thuộc vào nguyên liệu thô để duy trì hoạt động của hàng trăm triệu nhà máy cũng như các công trình xây dựng, lo lắng tới mức phải cố ép giá hàng hóa xuống thấp, đe dọa trừng phạt những người đầu cơ và cảnh báo sẽ mở các kho dự trữ chiến lược. Tuy nhiên, nó chỉ có tác dụng phần nào. Giá quặng sắt vẫn đang ở mức kỷ lục. Giá thép ở Mỹ tăng 3 lần trong năm nay. Than đá thì tăng lên mức cao nhất trong 13 năm. Ngay cả sau đợt giảm giá gần đây, Bloomberg Commodity Spot Index, bộ chỉ số đo giá của 22 nguyên liệu thô, vẫn tăng 78% so với mức thấp nhất hồi tháng 3 năm 2020, thời điểm khi đại dịch bùng lên. Dầu thô, mặt hàng quan trọng nhất của kinh tế toàn cầu, tiếp tục tăng khi thế giới thoát khỏi tình trạng đóng cửa và OPEC cộng giảm nguồn cung. Khi giá cả tăng lên, sự quan tâm của phố Wall cũng tăng theo. Hội nghị đầu tư Robinhood hàng năm, nơi quy tụ của các nhà sáng lập quỹ đầu cơ hàng đầu như Paul Tudor, Stanley Druckenmiller hay Ray Dalio đã mở một phiên thảo luận về hàng hóa. Đây là lần đầu tiên trong ít nhất 5 năm họ dành thời gian thảo luận về giá nguyên liệu. Xu thế ngắn hạn hay siêu chu kỳ mới? Jeff Currie, chuyên gia hàng đầu về thị trường hàng hóa của Goldman Sachs Group, nhận định rằng thị trường vẫn còn cơ hội cho nhiều nhà đầu tư. Hàng hóa đang thịnh hành trở lại, nhưng cho đến nay, sự phấn khích khi giá tăng vọt vẫn chưa thu hút được dòng tiền như trong giai đoạn năm 2004-2011, Currie nói. Dẫu vậy, rất nhiều cái tên vẫn hưởng lợi lớn từ cơn bão giá này. Cargill, nhà kinh doanh hàng nông sản lớn nhất thế giới, đã kiếm được khoản tiền khổng lồ trong 9 tháng đầu năm, nhiều hơn bất cứ cùng kỳ của năm tài chính nào khác. Thu nhập ròng của họ tăng thêm 4 tỷ đô la trong giai đoạn này. Trong khi đó, Trafigura Group, nhà giao dịch dầu độc lập lớn thứ hai trên thế giới, đã thu được 2 tỷ đô la lợi nhuận ròng trong 6 tháng kết thúc vào tháng 3, gần bằng số tiền mà họ kiếm được trong năm tốt nhất từng có. Ngược lại, đối với người tiêu dùng, sự bùng nổ giá hàng hóa đồng nghĩa với cơn ác mộng về thời kỳ lạm phát cao trở lại.
Hiện tại, các công ty vẫn đang hứng chịu những tác động bất lợi của giá nguyên liệu hay những trở ngại trong chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, sớm hay muộn, những chi phí này cũng được đẩy lên vai người tiêu dùng. Từ Unilever đến Procter & Gamble, các kế hoạch tăng giá đã được công bố. Graham Bickerty, giám đốc tài chính của Unilever cho biết, chúng tôi đang chứng kiến mức độ lạm phát giá hàng hóa mà lâu lắm rồi chưa thấy. Nó ảnh hưởng tới mọi doanh nghiệp. Tốc độ và quy mô của đợt tăng giá hiện nay khiến nhiều người nhắc đến một siêu chu kỳ hàng hóa mới, tương tự như những gì bắt đầu hai thập kỷ trước khi Trung Quốc nổi lên, làm thay đổi cấu trúc toàn cầu. Theo các nhà kinh tế học, siêu chu kỳ là khoảng thời gian mà nhu cầu tăng mạnh mẽ một cách bất thường và kéo dài hơn so với chu kỳ bình thường. Trước sự trỗi dậy của Trung Quốc gần hai thập kỷ trước, thế giới đã chứng kiến ba siêu chu kỳ hàng hóa khác nhau, mà mỗi trong số chúng được thúc đẩy bởi một sự kiện kinh tế và xã hội khác nhau. Quá trình công nghiệp hóa của Mỹ tạo ra siêu chu kỳ đầu tiên vào đầu những năm 1990, một siêu chu kỳ khác xảy ra trong những năm 1930 và một xảy ra sau Thế chiến thứ hai, thời điểm công cuộc tái thiết diễn ra mạnh mẽ ở châu Âu và Nhật Bản. Tuy nhiên, chưa thể khẳng định những gì đang diễn ra có phải là siêu chu kỳ hàng hóa hay không. Đại dịch COVID-19 từng khiến giá hàng hóa rớt thảm trước khi phục hồi trở lại như mức hiện nay. Mức chi tiêu của người dân ở nhiều quốc gia vẫn đang thấp hơn so với trước đại dịch. Trong khi đó, chính sách tiền tệ linh hoạt và những gói kích thích tài khoá lớn chưa từng có đang tạo ra những sự tăng trưởng mạnh mẽ. Ngay cả khi các gói kích thích được dành cho đầu tư cơ sở hạ tầng như một cách để giải cứu nền kinh tế hậu đại dịch, một xu hướng tất yếu dễ dàng được nhận thấy là sự ưu tiên cho các dự án xanh. Đó là tin xấu với than và dầu, nhưng đồng nghĩa với nhu cầu đồng, nhôm và các kim loại như cobalt hay lithium tăng lên. Dù có sự phân hóa trong lĩnh vực hàng hóa, nhưng nhiều người tin rằng những gì đang diễn ra là khởi đầu cho một siêu chu kỳ mới, chứ không phải là nhất thời. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng thuận với quan điểm này.